được biết lễ khai ấn đình trần sẽ bắt đầu bằng nghi lễ trước khi khai ấn diễn ra vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 14 tháng Giêng tức là ngày 18 tháng 2 và từ 23 giờ 55 phút ban tổ chức sẽ mở cửa đền cho người dân vào làm lễ đầu năm. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ban tổ chức đã lắp 16 camera tại khu vực đền Thiên Trường, nơi diễn ra lễ khai ấn, rước kiệu ấn nhằm giám sát và phát hiện xử lý các hành vi vi phạm quy định tại của hoạt động. Và bà Phạm Thị Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, ấn sẽ được phát tại nhà Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa, từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng tức là ngày 19 tháng 2 cho đến khi hết ấn. Theo Bò Oanh, năm 2018 thì có hơn 15 vạn người đã đến dự khai ấn. Vì thế trong năm 2019, ban tổ chức sẽ chuẩn bị số lượng ấn đủ để mọi người đến với lễ hội đều được nhận được lọc ấn. Ban tổ chức cũng thành lập đoàn kiểm tra về việc chấp hành quy định về việc trông giữ xe và xử lý nạn ăn xin cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn giao thông tại khu vực lễ hội. Và đây là năm thứ hai ban tổ chức đã lắp camera an ninh giám sát hoạt động của lễ hội.